Ok, đây anh nhìn cái đàn này. Cái này thì em không có nhiều cho nên là em thì chưa review được. Thì con này là top búa thông mà anh quay đây này, này gia công này, cầu ngừa này. Đấy, rất là đẹp nhá, vát ba ve này. Đấy, chỉ là đi chỉ gỗ nhá, chỉ gỗ cao cấp nhá. Đấy, đi chỉ gỗ cao cấp. Đấy, lưng hông là gỗ mahogany. Thì âm thanh thì gỗ mahogany là tiếng hay nhất rồi. Trong phân khúc dưới 10 xèo. Đấy, gia công gót cần này. Anh coi cần cảnh, đây là đàn handmade làm trực tiếp bằng tay. Đấy, cần mỏng, sơn mờ, gỗ mahogany vân rất là dày, khóa đúc đời dung, một hãng rất là nổi tiếng của Đài Loan. Đấy, phần inlay cũng được khảm chi tiết hơn. Đấy, inlay này khảm bằng trai rất là đẹp. Gỗ mặt cần được làm từ gỗ mun đen, sọc đen. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đấy, logo Lương Sơn cũng được khảm trai luôn. Rồi, độ action thì rất là thấp nhé. Đấy, để quay có thể biết là action của nó tầm khoảng 2.3 đến 2.5. Đấy, rồi âm thanh nhé, anh nghe này. Đấy, đây là em quay bằng điện thoại luôn nhé, rồi gửi luôn. Đấy, tiếng bass, bass rất là to và dày. Tài giá tài shop em đang bán là 7 triệu anh nhé.